Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá chuyên án sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền lên tới hơn 6.000 tỷ đồng, bắt giữ và khởi tố 13 đối tượng có liên quan. Bước đầu thì cơ quan cảnh sát điều tra xác định có hơn 1.000 bị hại ở các địa phương trên toàn quốc với số tiền lừa đảo trong các tài khoản của nhóm đối tượng này là gần 60 tỷ đồng. Đường dây này hoạt động từ đầu năm 2023 đến nay với phương thức thủ đoạn rất tinh vi khép kín. Đối tượng cầm đầu đường dây là nam giới sinh năm 1989 trú tại thành phố Hà Nội. Với hình thức lừa đảo trung gian mua bán, các đối tượng lên mạng xã hội tham gia vào các hội nhóm mua bán hàng hóa và liên hệ với người bán và người mua. Sau khi nhận được tiền thì các đối tượng xóa tài khoản mạng xã hội, cắt liên lạc với người mua nhằm mục đích chiếm đoạt tiền. Đối với hình thức lừa đảo hỗ trợ vay vốn, các đối tượng lập tài khoản Facebook tạo fanpage có tên là hỗ trợ vay vốn toàn quốc, đăng bài cho vay trên fanpage, chạy quảng cáo. Khi khách hàng đồng ý vay tiền thì tùy từng gói vay mà các đối tượng yêu cầu khách hàng phải cọc số tiền từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng rồi chiếm đoạt. Cả hai hình thức lừa đảo trên thì các đối tượng đều yêu cầu bị hại chuyển tiền vào các tài khoản tổ chức đánh bạc trên trang web đánh bạc trực tuyến. Các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc có lượng tiền giao dịch rất lớn lên tới hơn 6.000 tỷ đồng. Quá trình bắt giữ và khám xét thì cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ 58 chiếc điện thoại di động, 182 sim điện thoại các loại, 4 máy tính sách tay, 246 tài khoản ngân hàng, thu giữ và phong tỏa hơn 5 tỷ đồng tiền mặt và tiền trong tài khoản ngân hàng, hơn 10.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo và tổ chức đánh bạc cùng nhiều thiết bị có liên quan.